Thưa quý vị khán giả, trong làn sóng dịch COVID-19, miền Tây đang phải chịu ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ. Việc phải tạm ngưng hoạt động các chợ đầu mối và áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của chính phủ tại nhiều tỉnh thành đã khiến cho việc kết nối tiêu thụ nông sản của bà con nông dân bị ách tắc. Theo ghi nhận của phóng viên thường trú tại các tỉnh miền Tây, nhiều mặt hàng nông sản dù đã đến đợt thu hoạch nhưng nhà vườn chỉ biết mỏi mòn đợi chờ thương lái đến thu mua trong vô vọng. Các loại nông sản được trồng nhiều ở miền Tây như đu đủ, dưa leo, mướp, khổ qua, trong nhiều ngày qua liên tục rớt giá. Có những loại dù đã giảm nửa giá nhưng vẫn không có thương lái đến thu mua. Dạ, cũng nhờ cánh chính quyền các cấp để ở địa phương là tạo điều kiện sao cho người dân chúng tôi đang thu mua nó cũng có cái giá đang có đồng lời đang mà tiếp tục có cái mà hành có cái động lực đang mà làm tiếp tục vụ sau. Giá các loại nông sản hiện tại chỉ dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một ký. Thế nhưng dù giá cả đã giảm, nhưng nhiều nhà vườn vẫn không thể tiêu thụ được nông sản. Trong vườn này thì chú trồng khoảng 200 cây. Năng suất bình quân là một lần bé chừng 500-700 ký một lần. Trước dịch thì nó mua 6.000 một đồng một ký. Sau sự dịch này cái gì là nó... cây cát thường muốn là mua không có được thì cái gì bán chỉ có 3.000 đồng ký rồi. Do việc đi lại rất khó khăn do dịch bệnh, thương lái khó vô tận nơi thu mua nông sản. Do vậy địa phương giúp nông dân bán nông sản qua mạng xã hội, kêu gọi mọi người mua ủng hộ. Tại các địa phương, nhiều thanh niên đã được xã đoàn huy động giúp thu hoạch và bán nông sản.